Bốn loại gia vị nhà bếp là thủ phạm chính gây tăng đường huyết. Tương ớt. Nếu bạn ăn quá nhiều tương ớt, có thể làm kích thích vị cay lên cổ họng và niêm mạc đường ruột, làm tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh, không kiểm soát được lượng đường huyết. Dầu hào. Quá trình sản xuất dầu hào thường có rất nhiều đường và muối, không có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Người có đường huyết cao nên tránh, ăn càng ít càng tốt. Các loại bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng có độ ngậy và hàm lượng đường cao. Khi bạn ăn quá nhiều sẽ gây đông máu và tăng đường huyết, dễ mắc các bệnh tim mạch liên quan đến mạch máu não. Mì chính. Trong thành phần chính của mì chính chủ yếu là natri glutamate. Nếu đun quá 120 độ C sẽ sinh ra chất độc hại. Kết hợp với kẽm còn làm ảnh hưởng tới sự ổn định của lượng đường trong máu,